phi dụ mua bán vương miện lớn nhất lịch sử các cuộc thi hoa hậu liên hoàng phốt từ miss supranational xứng đáng bị khai trừ ra khỏi big 6. có thể bạn chưa biết năm 2013 miss earth đã từng bị chuyên trang sắc đẹp global beauty loại khỏi big 5 các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh thế nhưng drama này là quá nhỏ nếu so sánh với những gì đang diễn ra tại miss supranational từng là cuộc thi yên ắng nhất trong big 5 thế nhưng giờ đây cuộc thi này lại biến thành nồi cháo heo chuyên mua bán vương miện và dàn xếp kết quả chung cuộc Tối qua fan sắc đẹp Việt Nam được một fan chấn động khi người đồng sáng lập của Miss Supranational bất ngờ lên tiếng tố cuộc thi mua bán vương miện, cầu kết với các tổ chức quốc gia để dàn xếp kết quả chung cuộc. Ông cho biết Miss Sắp đã bán vương miện từ năm 2012 cho người đẹp Belarus với giá 300.000 đô kèm theo điều kiện sẽ đăng cái Miss Sắp 2013 tại Belarus. Người đứng ra chi tiền cho phi vụ mua bán này chính là chủ tịch ONT người chi tiền đăng cái Miss Sắp 2013. Tiếp đó vào năm 2013, để đặt chân vào Big 5, chủ tịch Miss Sắp đã phung tiền cho Global Beauty, truyền thông mạnh mẽ cho Miss Sub và loại bỏ Miss Earth ra khỏi Grazam. Tiếp đó, ông này cho biết chủ tịch Miss Sắp đã dàn xếp kết quả để cho người đẹp Philippines chiến thắng nhằm đạt được thỏa thuận truyền thông với chuyên trang sắc đẹp Miss sâu Soul nhằm đưa Miss Supernational vào Big Nam chỉ sau 4 năm tổ chức. Tiếp đó vào năm 2016, ông này đã có chuyến đi đến gặp tổ chức Miss India và bất ngờ tổ chức này đã nói thẳng với ban tổ chức Miss Sắp nếu muốn Ấn Độ đăng cai và chi tiền cho Miss Sắp thì đầu tiên là phải cho Ấn Độ chiến thắng hoặc là cho Ấn Độ thắng hoặc không có bất kỳ đồng tiền nào. Người đứng đằng sau Miss India là một đại gia có tiếng tại Ấn Độ. Tiếp đó vào năm 2017, ông này cũng vạch trần màn đăng quang của đại diện Hàn Quốc là một trò mua bán và người mua vương miện chính là chồng hiện tại của cô ta. Ông này cũng nói thêm về việc ban giám khảo chỉ là bù nhìn. Khi ông này ngồi ghế giám khảo năm 2013, phiếu chấm điểm được thu lại nhưng MC lại công bố kết quả ngay lập tức mà không qua tính toán điểm số từ các ban giám khảo. Điều này có nghĩa ban giám khảo chỉ ngồi để tượng trưng chứ hoàn toàn không có quyền lực. Về các suất Á hậu và châu lục, Ông này cũng tiết lộ đã được dàn xếp hoàn toàn với mục đích bịt miệng một số giám đốc quốc gia đã biết quá nhiều hoặc cảm thấy bất công cho đại diện của họ. Ông này cũng ám chỉ chiến thắng của Indonesia năm nay là một sự dàn xếp. Từ năm 2018 đến nay quốc gia này có ba Á hậu, một Hoa hậu Châu Lục và một Hoa hậu chưa năm nào out top 12. Ông nói thêm chiếc vương miện của Miss Sub chỉ có giá 4.000 đô chứ không phải 300.000 đô như truyền thông nổi thổi. Hiện thông đang lan truyền với tốc độ chóng mặt thế nhưng phía Miss Supranational vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Trước đó chỉ một ngày, kết quả đêm chung kết Miss Super đã đem lại nhiều nghi vấn cho khán giả. Nhiều đại diện được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu bất ngờ vụt mất vương miện. Tại thời điểm đăng quang, biểu cảm của các thí sinh trên sân khấu và khán giả ngồi dưới khán đài cũng xịt theo cứng ngắt chẳng mấy ai vỗ tay cổ vũ. Đại diện Cusa Sao là á hậu một Miss International cũng chỉ dừng chân tại vị trí á hậu 4. Đại diện Cộng hòa Séc vốn là đại diện được cử đến Miss World nhưng vì Cộng hòa Séc mới thắng Miss Wu nên cô này được cử đến Miss Sắp. Nhiều người bị sốc vì cô này chỉ dừng chân tại vị trí á hậu 2. Đại diện Việt Nam Lindy Vũ, cô loạt top 8 cô gái mạnh nhất sẽ in top cao tại chung kết do Global Beauty bình chọn thế nhưng cô bất ngờ bị out top. Không chỉ khán giả Việt Nam, nhiều fan quốc tế cũng té ngửa trước kết quả. Cuối cùng chính là Tân Hoa Hậu, chưa nói đến trình ứng xử hoặc khả năng trình diễn. Nhàn sắc của cô này chính là điều đáng nói. Khi đứng chung trong top 5 chung cuộc, cô này tàng hình trước bốn á hậu, biểu cảm lúc đăng quang và lúc first quốc cũng không hề toát lên vẻ quyền lực như người tiền nhiệm. Trước diễn biến chấn động, fan quốc tế từ Đông Nam Á đến Mỹ Latin đã đồng loạt vào cuộc gọi Miss Sắp là cúc kinh sâu thế hệ mới vì kết quả quá chấn động.